Vào ngày này năm 2013, trên sân San Siro, AC Milan đối đầu với Barcelona trong trận lượt đi vòng 16 đội Champions League. Barca vẫn là ứng cử viên số 1 cho chiếc vô địch và lối chơi tiki-taka đầy quyến rũ. Nhưng trong một ngày đẹp trời tại Milan, đoàn quân của Massimiliano Allegri đã quá thành công với chiến thuật phòng ngự phản công một cách hoàn hảo. Toàn bộ 11 cầu thủ áo sọc đỏ đen thường xuyên có mặt trên phần sân nhà, biến khu vực trước vòng cấm thủ thành Apiati trở thành một pháo đài vững chắc. Kết quả là Barca gần như vô vọng trong việc tìm kẽ hở vượt qua hàng thủ Milan, chứ chưa nói đến việc ghi bàn. Bế tắc trong khâu lên bóng, Barcelona đã phải trả giá cho sự sốt ruột và hàng thủ đã dâng lên quá cao. Hai lần dứt điểm đơn giản trong các pha phản công sắc bén, AC Milan đã có hai bàn thắng quý giá do công của Kevin Prince-Boateng và Sully Muntari.